Ê Xu, mày có nghe gì không? Ngoài lộ có hát lô tô đó, bữa nay mới hát bữa đầu nè. Ê, nghe hay quá mày. Ba cái vụ này dễ ủi, tôi hát cũng được à. Ê, vậy sao? Đâu, hát thử tao nghe coi. Nghe nè. Còn xấu xấu. Giữ chưa. Ê, hay mày. Ê, mày hát thử con số khác coi. Còn 36, giữ chưa? Ê, hay mày. Em mày làm thử con số nào ngoài cái con số đuôi là số 6 đi. Trời, khi dễ tôi cho nội. Nghe nè nghe. Con 50 56. Ủa, sao 66 nữa vậy? Thì chó mà. Chó chỉ sủa được mỗi tiếng gâu gâu. Mà số gâu gâu chỉ hợp được với số 6 à. Cái thằng xàm xí mứng. Rồi bỏ vụ đó đi. Mày biết vụ này chưa? Xóm mình á mới có một nhân cậu mới. Ủa, nhân cậu mới là gì vậy anh Mực? Thì người á thì gọi là nhân khẩu, còn chó đó thì gọi là nhân cẩu, mày biết chưa? Xóm mình á mới có một con chó mới đó. Thì anh nói đại á là xóm mình có một con chó mới đi. Mày đặt màu mè nhân cẩu đồ. Rồi nó tên gì? Nó tên con mày hay. Tên gì kỳ lạ vậy? Tao ghét nó lắm. Mà thôi, nghe chuyện đi, rồi biết như nào. Mời quý cô chú anh chị cùng đến với phần 2 series Công Công Mực Mập, có tên là Con Bầy Hầy, tác giả Lê Nguyệt. Ê mày, mày bớt xàm xí mấn đi nha mày. Bâu. Mực Mập vốn rất ghét ông chủ của Vàng Hợt. Từ dạo đó tới nay, mỗi lần đi ngang nhà Mực là ổng lắm la lắm lét, không dám vô uống trà với ông chủ như mọi bữa, vì Mực trực sẵn ở đó. Thoáng thấy bóng lão ta là ánh gầm gừ, khiến lão không dám dừng xe lại. Rồi con gái của lão ở Sài Gòn bưng về một con chó cái. Con chó này dị hợm không giống chó ở đây. Nó dài sọc, ốm nhách, lông ôi thôi là lông, mà cái màu lông của nó thấy cũng mắc nói lắm. Xám xịt, lật lật sau sau đó, khó tả lắm. Không hiểu sao á, nhìn thấy nó là Mực mắc giận. Vậy mà nó cứ bang bang qua nhà hoài. Rủi cho nó mà gặp Mực trước, là thế nào á, ảnh cũng gặm cho một cái, công đu chạy về. Mực nói với Xù. Mày được cái với con nào á, thay kể mày, tao không có quản. Nhưng với cái con bài hại đó là không được. Xù rụt rè. Ê, sao kỳ vậy anh? Mày không thấy nó xấu quắc xấu quơ đó ha? Con gái gì mà ngó bầy hầy muốn chết? Tại màu lông của nó anh ơi, bên nhà bển cưng lắm, kêu bằng tiểu thơ không đó. Tiểu thơ Lucky. Lucky con khỉ khô, lúc cán thì có. Tiểu thơ gì mà dòm dơ hầy, coi cái mệnh của nó kìa, ốm nhách dài sọc, dòm là thấy ghét. Mà tao nói trước rồi á, nó mà đẻ ra có con nào giống mày là mày coi chừng cái mạng với tao à. Còn con nít á, nó đẻ ra giống mày á là tao nhai xương nó luôn. Sao mà anh thành kiến với nó vậy? Tại tao ghét ông chủ của nó, tao cấm không cho nó qua nhà luôn. Mày đặt tiểu thơ hả mày? Lucky hả mày? Nó mà ban ban qua tao cắn sức thịt cho biết mặt. Bỏ cái kiểu á, làm ra vẻ con nhà sang trọng. Tiểu thơ đồ. Tiểu thơ gì á, mà xấu quắc. Mày coi có con chó nào mà xấu như nó không? Con gái mà cái mặt dài ngoẳng, nhìn dị hợm kỳ cục à. Thấy là muốn dện cho nó tạ cái mỏ hà. Xù nhe răng cười cười. Hồi nào tới giờ không thấy anh ghét ai. Sao mà ghét nó dữ vậy? Hổm ghét ít, nay nghe tiểu thư lúc kỳ còn ghét dữ nữa. Coi như nó nghĩ đi con đường này luôn rồi. Mày mốt chủ nó bỏ đi mấy ngày á, mày coi nó chết đói luôn. Hồi trước thấy anh cho con Hợt ăn mự. Con Vàng á, tao cũng cho ăn chứ ai.
nhưng con này thì không cho. Mày lén lút chèn giấy cho nó là coi chừng cái mạng của mày đó biết chưa. Sù tưởng ảnh nói cho đã cái miệng, ai dè ảnh làm thiệt. Khi con gái lão ta đi rồi, ổng bả cũng đi làm, thì con bầy hầy ở nhà một mình. Nó cứ nhóng nhóng lên đường nhà Mực Mập tính lên chơi, nhưng Mực Canh ở đó. Nó mới vừa lơn tơn đi lên là ảnh gừ một cái, đứng bật dậy chồm vô mình. Con nhỏ hồn vía lên mây, co giò chạy miết về nhà, ngồi ngay ở cửa dồn lên. Vài bữa thì ông bà chủ của Mực Mập phát hiện ra. Bà chủ ôm lấy nó, vuốt đầu. Ghét thằng chủ, ghét lây con chó hả? Mực không biết diễn tả sao cho bà hiểu, nên làm thinh. Kệ, miễn bà biết ảnh ghét nhà bển là được rồi. Chuyện xảy ra cũng ngồi ngát ngồi ngơ, nhưng Mực ghim trong bụng, nên ông kia đâu có dám giỡn ngươi với ảnh. Thấy ảnh là lắm la lắm lét. Ổng còn ngán ảnh vậy, thì cái con tiểu thư lúc kia bày hài nhầm mẹ gì. Mà nó bày hài thiệt nghen, xù ngán Mực nên đâu có dám xuống, cũng không cho nó lên. Nó ngồi chò hỏ ở hông nhà dòm xuống quan sát con bày hài. Thấy con nhỏ này ngộ nên ngó chứ hổng gì. Nó đã có chính thê là con chó trắng rồi chứ bộ. Mà phải công nhận á, con bầy hài xấu thiệt nhen. Cái thân mình ốm nhôm dài sọc, bộ lông của nó dày cui, phải chải bằng lượt. Nhưng năm 12 tháng, có ai mà chải cho nó. Nên rối nùi, đất cát quấn tùm lum trên lông, dồn dơ một cái luôn. Thường thì chó nằm lăn dưới đất, đứng dậy rùng mình lắc lư mấy cái là sạch con. Còn con tiểu thư lúc kia này thì dễ gì. Nó ăn cơm mà hộp cơm dính trên lông là chờ cho khô luôn á rồi tự cắn gỡ ra, chứ chủ nó dễ gì dòm ngó. Không có cưng chó mà bày đặt rước chi về con chó mắc mệt như vậy không biết à. Xù thì không mắc mớ chi, nhưng mà vì anh Mực ảnh ghét nên nó cũng không dám sáp lại, chứ thiệt bụng là muốn lỡ gần coi con này có cái mùi ra sao, giống mùi của mấy đứa chó cái kia hôn. Nghĩ anh Mực này cũng ngộ, già đầu mà thù nhơ oán chả ghê. Ghét ông kia thì ghét, mắc gì ghét con tiểu thư. Tội nghiệp nó ghê, sớm chó đông vậy mà vì anh Mực Mập nó không tiếp cận được với con nào. Bởi vì muốn ra lộ bắt buộc phải đi ngang nhà Mực, tại thằng chủ của nó mà nó bị ảnh hưởng. Cha nội kia còn sợ ảnh gần chết, huống chi xù với tiểu thư. Ngạc cay, anh Mực này tối ngày không có đi đâu, cứ nằm chèo queo ở nhà. Hỏng ngay ở cửa thì ngay đường ra cổng, ai tới ai lui cái nhà này ảnh cũng phát hiện trước hết. Tuy rằng ảnh không cấm cản gì xù, muốn đi đâu thì đi, muốn tiếp ai cứ tiếp, ngoại trừ cái con tiểu thư bày hài đó. Nhưng con mắt ảnh ngó coi khó chịu thấy bà, mất hết cả hứng. Tới bữa cơm cũng không dám ăn chung với ảnh, xù đời nào mà ăn cơm. Vậy là ảnh dồn lom lom như muốn rớt con mắt ra ngoài. Buộc lòng xù phải kiếm chuyện ra ngoài phóng uế để né, chứ sao mà nó nuốt cơm cho nổi đây. Lại nữa, xù biết mình được ông chủ thương nên nhõng nhẽo với ổng. Hai người họ đi đâu dìa, Mực chỉ đứng dậy ngoắt đuôi lia lịa chứ không có chồm hôn lên người như nó. Nó nịnh mự, mặc dù lần nào cũng bị bà chủ chửi như chửi chó, nhưng mà nó khoái. Rồi thằng xù gây quả cho ông bà chủ phải đi năn nỉ người ta. Trưa bữa nọ, xù lon ton chạy theo cô Năm hàng xóm vô nhà. Cô Năm nắm tay đứa con gái khoảng 7 tuổi của mình, vừa đi vừa khóc nhoi trời. Ông bà chỉ biết chàng ỷ gây quả rồi chứ không đâu, bèn đon đã chào hỏi cô Năm. Tới chơi hả cô Năm? Cô Năm mặt lạnh như tiền, chỉ tay vô xù. Anh chị coi xích con quỷ này lại, tối ngày nó ngồi canh móng đường, coi ai đi ngang đặng chồm hôn lên mình người ta. Con tôi mỗi lần qua là chạy muốn chết à. Hôm nay con nhỏ không thấy nó nên mới đủng đỉnh. Về đâu nó từ trong nhà chạy ra, nhào lên chụp con nhỏ té cái đuổi, đích cấn vô đá lũ một lỗ đây. Chó gì mà kỳ cục. Bữa hổm cũng nhẹ tôi mà phóng, sẵn cầm cây chổi mới mua, tôi đập cho mấy cái mới chạy vô đó. Ông bà chủ hiểu hết chuyện, Mực dòm mặt xù tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra mà ghét quá trời ghét. Giái hôm nay ông đập nó một trận cho bỏ thói chồng hôn. Nó ngon chồng đàn ông thử coi, không lết vô nhà mới lạ. Mực hầm hứ dí xù vô nhà, ảnh muốn cứu nguy cho ông bà chủ thôi. Bận này thế nào cũng năn nỉ người ta bỏ qua, mà không chừng còn chịu tiền thuốc thang nữa chứ.
để chủ nói chuyện với cô Năm. Mực rượt xù chạy có cờ. Vô nhà rồi, nó chui xuống đít dán định trốn, nhưng Mực gầm lên. Râu, non ra đây mày! Xù ló đầu ra hỏi. Tôi tội gì? Râu, râu. Tội gì cũng chưa biết nữa hả? Tao hỏi mày, mắc gì mày chụp con nhỏ cho té ngang vậy? Mày khoái chơi vậy, sao không kiếm mấy thằng chó đực nhét cho nó sợ mà đi nhét con nít? Bữa nay ông chủ không đền cho con cô Năm, tao con mày. Bỏ cái nết mất dạy đó nghe chưa? Râu, râu, râu. Mực dồn mạc là biết thằng xù này chưa thấy mình trợt đâu. Kệ bả, để coi chút nữa ông chủ xử nó ra sao. Cưng thì cưng, chứ cái nết này là không được rồi. Giải quyết như thế nào với cô Năm thì Mực không biết. Chỉ thấy ông chủ vô nhìn xù hậm hợp rồi nói với bà. Bữa nay bỏ đói, không cho nó ăn. Trời ơi, tưởng gì bỏ đói thì xi nhê gì nó. Bà chủ bỏ đói nó thiệt. Trưa nay cắt phần xù, nó cũng biết thân, tới giờ cơm nằm chèo queo đằng trước không dám vô ăn. Vậy chứ Mực cũng dòm chừng coi nó có chạy xuống bầy hầy hay không. Chiều lại, coi mọi anh ị đói bụng, ông chủ đang ăn bánh bông lan, nó trộn lên mình ông chủ nằm giác ngang, mỏ nó liếm liếm cái bụng cái tai ổng. Ông chủ vốn cơn xù, quên là nó đang bị phạt. Thấy nó ủi ủi vô mình là biết nó muốn dụ ăn, mới nhéo cho nó một góc bánh, bởi vì nước miếng nó chảy ướt cả cái miệng rộng rồi. Thằng này xấu nết dòm miệng. Nó ngậm miệng bánh bông lan chưa đầy 10 giây là há miệng nhìn ông chủ như xin thêm. Mực vừa thấy ghét, vừa thấy tội nghiệp. Ảnh quay mặt chỗ khác để khỏi bực bội. Anh Mực ghét con tiểu thư nên dung dưỡng cho con cò trắng chính thê của xù lắm. Một bữa chiều tối hưu, hai đứa nằm trước sân nhà, Mực mập gã hỏi xù. Râu! Ê xù, tao không cho mày tòm tem con mày hay, mày tức lắm phải không? Cũng không tức gì hung, hơi tức tức hà. Muốn thử nó coi, sao mà nó kỳ quá. Nó có gì mà mày thử? Ốm nhách, dài sọc, xương không. Dòng bộ lông dơ hay dơ cải của nó cũng mắc nhợn. Ở dơ sao hết thân thể à? Hồi tao mới về đây, ông chủ chưa kịp tắm, là tao leo xuống cái hồ của bà hai mà tắm cho sạch sẽ. Mày cũng vậy phải không? Chứ mùa nắng hầm hì thấy mồ nội. Mà bộ lông nó dậy cui rậm ri vậy á, không tắm không chải hôi rình, ai đứng gần mà chịu nổi. Mày ham gì vậy mà ham hả xù? Em có ham hố gì đâu anh. Tại thấy nó lạ lạ nên muốn thử coi sao. Có gì thì bỏ nó cái một. Khỉ khô, mày bỏ thằng xù con vô bụng nó thì có. Tao nói rồi á, cãi tao á, tới khi nó sanh ra con y chang mày á, thì coi cái cảnh của mày nè. Tao mà phát hiện mày lai giảng với nó thì nhịn đói chết bà nghe con. Râu, râu. Mực mập hâm xù bốn mắt mẻ răng dậy. Ban đầu xù cũng sợ, nhưng nghe riết lờn. Bữa nọ, canh Mực ngủ trưa dưới chân ông chủ, xù phóng cái dèo xuống gặp tiểu thư lúc kỳ. Kể ra thì con này nó dài thiệt, dài đều luôn. Cái mỏ của nó cũng dài sọc. Vì quá dài nên dồn thấy nó ốm, chứ da thịt cũng săn cón. Xù không vô nhà, bị chủ nhà Lucky đi dán khóa cửa rồi. Lucky nằm chèo queo ở thềm ba, thấy xù xuống, nó mừng húng, đứng dậy ngoắt đuôi lia lịa chào đón. Xù liếc liếc nó, dụ nó ra nhà sau, sợ anh Mực đi ra thấy là chết mẹ. Vậy là hai đứa nó đú đẫn một trận. Trời bất dung gian, mừng cái chi mà tụi nó dính lẹo rứt không rời. Con tiểu thư không biết vụ gì, còn thằng xù hồn vía bay mất mẹ. Vụ này mà anh Mực thấy thì bà cố hú nó liền. Xù dụ Lucky. Đừng có la lát tự nó hết hà. Mày la anh Mực biết là cắn nát thay hai đứa mình luôn đó. Yên sao kỳ vậy? Yên sao anh Mực lại cắn? Anh ghét chủ của mày nên ghét lây mày chứ sao? Rồi giờ mình mừng gì cho nó rời ra? Chút hết hà. Hồi nào tới giờ anh có bị dạy không? Xù liếc Lucky một cái. Trời, con nhỏ này không những xấu mà còn nhiều chuyện. Tao có bị hay không á, mắc mớ gì phải khai với mày.
Mà thiệt tình á là hồi trước nó cũng bị một lần rồi. Lần đầu nên nó ngu, Trì muốn sức thằng nhỏ. Mấy con chó kia dại, cứ để y lát rời ra. Bận này nó có kinh nghiệm nên không mần gì hết. Y vậy, chỉ một chút là nó được tự do. Xù mừng quýnh, nói với Lucky. Ê, 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 đừng có đi kiếm tao nghe. Mày lò dò lên trển á, anh Mực cắn nát thay ráng chịu. Khi nào thuận tiện á, thì tao xuống nghe không? Không đợi Lucky trả lời, xù ào dìa. Nó khôn giặc, chạy tuốt ra móng đường, rồi từ từ đi vô cho Mực không nghi. Dẻ đâu, chịu bà chủ cho hai tô cơm. Tô của xù chỉ có cá biển không có cơm. Mực chẳng nói gì, cắn con cá bỏ vô tô mình từ từ ăn. Ảnh ăn hết đồ ăn hai tô trước con mắt thèm thuồng ngạc nhiên của xù. Xù gừ gừ trong cổ. Ê, sao anh không chừa cho em? Mày ăn con bầy hại đó đủ rồi, ăn đồ ăn chi nữa? Chết mẹ, vậy là ảnh thấy hết rồi sao ta? Không được, phải giấu bớt mới được. Xù trầm ngâm một hồi mới sụt sè nói. Em đâu có ăn gì nó đâu, xuống coi nó có chút xíu rồi chạy về ha. Ừ, coi có chút xíu mà mắt lẹo hay quá hen. Xù run trong bụng bằng bạc, hết chối cãi. Ủa, thằng chả ở đâu á mà sao rành dữ vậy trời? Giờ chả ăn hết cá của mình cho bỏ ghét, mà mình chớ có dám làm diện chả mê ghê chứ. Xù lầm lũi ra ngoài bụi bông giấy nằm nốt trong đó, thay mắc cỡ với Mực. Nhưng cả buổi nó không thấy Mực ra gặp nó nói câu gì. Xù giái sao á cho Mực mất trí nhớ, quên cái vụ của nó với con Lucky. Chứ cha nội đó mà nhớ thì cũng mệt mình chứ chẳng chơi. Lẽ ra Mực cũng kể bà con bày hài rồi. Có điều nó ăn quen nhịn hổng quen, nên cứ lò dò lên kiếm con xù hoài. Mực vốn ghét chủ nó, lại ghét cái bộ hình xấu quắc xấu quơ mà kêu bằng tiểu thư của nó, nên vừa thấy bóng nó lấp ló là bước ra nhe răng gừ một tiếng bự chảng, khiến con nhỏ sợ quíu, cắm đầu cắm cổ chạy bay về nhà, không dám lú đầu lên. Mực ghét thằng chả, nhưng không ghét vợ hắn, cho nên khi vợ hắn qua nhà chơi với ông chủ, thì Mực mặc kệ. Vậy mà lúc này, hễ bà ta đi là con bầy hài giữa hơi đi theo. Nhìn nó liếc háy với con xù, Mực ứa ghen lắm. Nể mặt bà chủ của nó, nên Mực ráng nhịn. Vậy mà nó được nước làm tới. Thấy mặt xù như thấy ông bà ông giải cha của nó, sắp sắp lại gần. Thấy ghét quá ghét, Mực hừ một tiếng bự. Xù biết thân, chạy ra móng đường đặng trốn con Lucky xấu quắc xấu quơ mà tự coi mình như tiểu thư đó. Bà chủ của Mực cũng biên ảnh ghét con chó lông xám bên kia nhà. Khách quan mà công nhận, con chó này xấu ác đạn. Nhìn không có cảm tình, lấy đâu mà ôm ấp. Nghĩ sao mà rước nó về nuôi, lại trịnh trọng đặt cho cái tên ngược đời với cái thân như vậy không biết. Con bầy hài thấy xù mấy bữa không xuống, nên nhớ hơi men men lên. Nó không để ý nên không thấy anh Mực nằm nốt dưới salon ngay cửa tránh nắng. Giác mặt lên ngó giáo giác đặng kiếm con xù. Đúng là không có kinh nghiệm thiệt mà. Nhà vắng, nó đi tuốt vô trong thì hồn vía lên mây. Anh Mực từ trong phóng ra, chụp hai chân trước lên đầu nó, gầm bự chán. Đi đâu? Con bầy hầy hết hồn, sụt lùi lắp bắp. Em kiếm anh xù. Kiếm nó tới cha mày hay chi? Tao đã cấm không cho mày léo hánh tới đây rồi. Hổm đi với bà chủ một lần được mời, đi hoài hả mày? Dìa liền. Mà tao nói rồi đó, mày bày đặt léo hánh tới đây á, tao cắn sức thịt ráng chịu đó. Hời ơi, con này nó cũng không có hiền. Tưởng Mực hâm vậy nó ngán hả? Sời, nó quay lại xì xịt trả treo. Ông đừng có lãng gian nghe. Chân tôi muốn đi đâu thì đi, miễn tôi không có kiếm ông thì thôi. Mắc gì á, ông cấm cản tôi chứ? Mực thổ lộ mát. Ôi, trời trời trời, con này gan ha. Tao không ưa mày nên không cho mày léo hánh lên đây đó được không? Cô lên nó cũng đâu có kiếm ông mà bày đặt cấm tôi. À, thì ra vậy nên anh xù mới không gặp tôi chứ gì. Nó không gặp mày á vì nó không có để mày trong mắt. Ở đây á, thiếu cha gì chó mà đâu có con nào xấu ảnh như mày vậy.
mày về chui vô nhà chủ mày á, coi lại cái bản mặt của mày đi. Con gái gì á mà cái mặt dài ngoẳng như con rắn, ốm nhách, lông lá cho cố vô, rậm rì á mà không được chảy chút gọn gàng con mẹ gì hết. Thay mắt gớm không muốn nhậu, có đâu mà ăn cơm. Ngữ đó cái thời tao chưa bị thiến á, cho dù nó đưa đít ngay mặt tao, tao cũng đá cho văng ra tám thước, ở đó mà gieo giống cho nó. Sầu Phật ý mà cũng mắc cười. Nói gì tệ hệ con người ta vậy anh? Dù sao nó cũng là con gái mới lớn, tại nó thuộc giống chó kiển nên vậy thôi. Sời, chó kiển hả? Chơi chó kiển mà để dơ hài dơ cãi vậy coi được ha. Mà thôi, miễn bàn tới con đó nữa mày. Mày lỡ một lần, không có lần sau nghe. Nhưng nói thì dễ dãi cho mày vậy, chứ tao cấm nó bán mảng tới đây à. Chứ đừng có cái thói ăn quen nhịn không quen, lãng giảng lên nó kiếm hoài là mập mình với tao đó. Tao khích cho con cò trắng cắn lồi thịt nó ra cho biết mặt. Anh ghét con tiểu thư mà không ghét con cò trắng hả? Tiểu thư cái đầu máu của mày á, con bày hày biết chưa? Mà mắc gì á, tao ghét con cò, nó đồng loại với mình mự. Nó thích mày á, thì mày thích lại, gieo giống cho nó. Còn con bày hày á, là cái thứ gì kỳ. Nó sanh ra lai giữa mày và nó mấy thằng nhỏ, coi không giống ai, dòm chắc thấy ghét lắm đây. Thôi miễn bàn luôn mày, nó có lãng giảng lên á thì mày kêu nó dìa, lãng quảng á tao cắn sức thịt ráng chịu. Sầu cố vớt vát. Ê, vậy chứ ông bà chủ của nó cưng nó lắm nghe anh. Cưng khỉ khô, cưng mà bỏ đói tối ngày ôm nhôm ôm nhách. Mày có thấy khi nào ổng bả ôm ấp nó như chủ mình ôm ấp mình chưa? Tại nhỏ con gái của họ làm giọng sang chảnh nên đem cháu kiển về cho ba má nó nuôi, mà con mắt bị bồ lệch ăn nên lựa đâu ra con chó như chúa ngục, vô mắt ghét. Trước nay mày có nghe tao ghét con chó nào không? Tao tu mà thấy nó là cái miệng mắt chửi hà. Mà thôi, tao nói bỏ rồi sao nhắc hoài vậy mày? Sù làm thinh, nằm chò co trước cửa, không dám dòm xuống nhà bày hài luôn. Nó thường nghe ông chủ nói với bà chủ là tay này tay kia đờn ông mà tính như đờn bà. Ông nội mực này cũng tính đờn bà chứ đâu. Ổng không mừng ăn chi được thì để con người ta mừng ăn. Bày đặt ưa con này ghét con kia rồi cấm cản nó, mà nói với ổng có bà con dòng họ gì cho cam. Nghe nói cô Út xin ổng tuốt Mỹ xứ khác về đây nuôi, còn Sù là người xứ này chứ bộ. Nếu mà cho chơi tay đôi, chưa chăng mực ta mừng lại Sù. Nhưng kẹt cây tụi nó ở chung nhà, Sù lại sanh sâu đẻ muộn. Tuy nó được ông chủ cưng, nhưng bà chủ còn cưng mực ác hơn nữa. Chắc do bả tội nghiệp chả mất khả năng đàn ông chứ gì. Cho nên hồi trước, hễ mỗi lần hai đứa gây gỗ là bả đều binh mực mọc, cho nên chả được nước làm tới, ăn hiếp Sù một cái nghen. Sù ấm ức lắm chứ, bữa nào nổi khùng lên á, quặm chả một trận cho biết thế nào là lễ độ. Sù thích con nào, ăn con nào là do Sù tự quyết, chứ mắc mớ chi thằng chả mà bày đặt ý kiến ý cò. Chừng con tiểu thư lúc kia sanh ra có đứa nào giống y chang Sù, chả hâm kệ chả, chứ ngon mà đụng tới thử coi, mẻ xương với Sù không cho biết. Sù suy nghĩ lung lắm, rồi thay tội nghiệp lúc kỳ. Vậy mà con chó cái trắng cứ tới lui hoài với nó mới ngạc chứ. Sù hết mặn mòi với cò trắng rồi, giờ nó chỉ quan tâm lúc kỳ thôi. Giống y như hai người trẻ yêu nhau, bị cha mẹ cấm cản vậy. Tội nghiệp lúc kỳ, cứ ló thụt sau nhà, không dám lú lên. Sù biết, lúc kỳ không sợ mực khỉ khô gì, nhưng nó biết nó đánh không lợi mực nên nhịn, chứ cho chửi lộn bằng miệng thử coi, chưa biết ai hơn ai à. Mực có thói quen ăn xong thì chui vô đít ghế salon mà nghỉ ngủ. Mấy khi như vậy, Sù canh me giọt xuống lúc kỳ. Hai đứa quần thảo một hồi mới về, đâu được mấy bữa thì con cò trắng làm bại lộ. Cò trắng qua kiếm Sù, không thấy mới mon men xuống nhà lúc kỳ, bắt quả tang hai đứa quấn quýt nhau. Cò biên anh Mực ghét con bài hài lắm nên sủa gian trời, cố tình đánh tiếng cho anh Mực hay để lôi Sù về. Vậy là anh Mực tóc xuống, cắn cổ con bài hài gịch gịch. Nó chống cự là ảnh lôi sình sạch ra sân, táp lia lịa lên mặt mày mối miệng nó. Ta nói máu chảy thành đại la luôn. Tiểu thư lúc kỳ kêu lên như bị thọt huyết, mà con Sù con cò chỉ biết đứng dòm
chứ không con nào dám nhào vô can. Quánh nó một trận tơi tả, mực khoái chí liếc ngang liếc dọc con sù hăm he. Mày lấy đó làm gương ngang, cà chấn cà cháo, tao tém tới mày luôn á. Mực hùng dũng đi về, con cò trắng rét run người, mà khoái trong bụng hết cỡ nói. Trưa lại, chủ của Lucky về, qua mắng vốn chủ của mực. Anh chị coi á, chó của anh chị cắn chó tôi ra nông nổi này luôn nè. Ồ, sao chú biết chó tôi cắn? Ở đây có mấy con đâu, không phải nó thì ai? Nãy tôi thấy có con cho cái trắng vô, chắc dành thằng Sù mới cắn lộn đó chứ. Thằng Sù mê gái, đời nào cắn chú ơi. Tôi không có nói thằng Sù, tôi nói thằng Mực đó chứ. Bà chủ cười xòa. Thằng Mực á thì mắc mớ gì tới ba cái vụ này. Nó có còn ham hố dĩ đâu mà dành chú ơi, nghi oan tội nghiệp nó. Ông ta tức dữ thần, nhưng không có chứng cớ, nên nhịn mà miệng cứ lầu bầu. Tôi mà bắt quả tang á là không yên với tôi đâu. Con tôi nó cưng dữ thần, nên mới đem về cho cha mẹ chăm sóc như con mực của anh chị vậy. Mà giờ mặt mày tan nát dày, nó về thấy chắc đau lòng lắm đây. Ông bà nói xong thì về, Sù liếc liếc Mực, nói trong bụng. Họ mà hiểu tiếng chó là tôi tố cáo anh liền. Già không yên phận già, xen vô chuyện tụi nhỏ chi á, cho chủ bị mắng vốn vậy không biết à. Mực trề cái mỏ chó ra cả thước, cảnh cáo Sù. Mày đừng tưởng là ngon ngang mày, tao chưa bỏ qua cho nó đâu. Còn cái con cọ trắng này nữa, không biết giữ chồng á, để nó đi ngoại tình tùm lum, mày mốt đẻ ra cả bầy Sù bốn mắt, tha hồ mày nghiêng. Cò ống ẹo. Chứ em biết làm gì giờ anh Mực? Tao đồng ý cho mày mần vợ chính thức của nó rồi. Vợ thì phải biết giữ chồng chứ. Mày ở đây tối ngày canh nó cho tao. Hễ nó lò dò xuống dưới hay con kia lên đây thì báo tao biết. Tao cắn sức thịt nó ra cho mày vừa bụng. Sù bất mãn Mực giữ thần mà không dám tỏ thái độ bất bình, chỉ lầm bầm trong miệng. Tối ngày cứ cắn sức thịt, không có câu nào mới ráo trọi. Rồi mấy tháng sau, cò trắng sanh bốn đứa, hai con y chang Sù. Cò vàng ở chung nhà với cò cũng sanh bốn đứa, cũng hai con đen thùi có diện trắng chung quanh. Bốn con mát, hai bình thường, hai chỉ có đốm trắng, con của Sù chứ đâu. Con chó bông nhà trên kia sanh bảy đứa, cũng có hai con y chang Sù. Tức cái mình là con Lucky cũng sanh, nó sanh ít nhất, chỉ có ba con. Một con lông xám dày cui y chang nó. Còn hai con kia, một con là của Sù, còn con nọ... Mẹn ơi, đen thùi lùi. Lẽ nào con của công công mực mập sao ta? Hàng xóm nói, thằng Sù này giống tốt thấy ghê, gieo chỗ nào là mọc lên chỗ đó, y chang nó không nhầm lẫn được. Mà sao thằng Mực đã bị thiến rồi, lại có đứa đẻ con y nó là sao ta? Sù quằn quằn với Mực. Ê! Lucky đẻ con giống y chang anh là sao? Lẽ nào anh giấu tôi mần chuyện đó? Tao dính vô mặt mày bây giờ chứ giấu hả mày? Tao mần được gì nữa mà con nó giống tao? Tại nó ghét tao quá nên mới sanh ra đứa y chang tao đặng chửi cho sướng miệng thôi. Anh nói gì tôi cũng không tin đâu. Hỏi nó còn không biết có ăn nằm với anh không nữa kìa. Mực nổi nóng la lên. Mẹ bà cái con khùng này! Bản mặt tao mà thèm con ở dơ như nó hả mày? Tuy rằng bây giờ tao không mần ăn gì được, nhưng nếu như lúc trước, ngữ như nó cho tao chùi đít cũng không thèm. Tao đâu phải như mày, đưa là quất vậy. Vậy giờ anh tính sao cái thằng giống y chang anh đây? Tính con mẹ gì mà tính? Nó là con mày, tại bao nhiêu cái xám trắng con kia lụm hết mẹ, nên nó mới đen thui thôi. Mày đừng có kiếm chuyện để tao bỏ qua. Tao không động tới nó, miễn nó đừng dắt con lên đây cho tao thấy. Tao ghét mẹ ghét lây qua con luôn đó, mày biết chưa? Con nhỏ gì á, thấy bản mặt là ưa không nổi, vậy mà mày cũng ăn nó được. Kệ bà tôi anh ơi. Thì tao kệ bà mày đó, nhưng tao cảnh cáo mày rồi á, không cho nó lên đây. Dắt con nào lên á, tao cắn chết mẹ con đó. Rau, rau. Mực nói xong, bỏ Sù và cò đứng sớ rớ đó, anh chui xuống đít ghế salon nằm tư lự. Sao mà con bầy hại á, nó đẻ ra cái thằng giống y chang mình vậy ta?
Nguyên cái xóm này á, cơ mang nào là chó, nhưng có con nào đen tuyền như ảnh đâu. Không lẽ cái con nhỏ này á, nó thương thầm mình nên sanh ra giống mình như đúc? Không phải đâu, thương gì nổi mà thương. Mình ghét nó ai cũng biết. Nó dồn mình trợn trắng mà còn dám gây gổ với mình nữa. Hay là tại nó ghét mình nên sanh con giống y mình? Người ta nói rùm, khi có bầu, thương ai hoặc ghét ai nhiều quá, sanh con sẽ giống y họ. Thôi phải rồi, con bầy hài này á, nó ghét mình nên sanh ra đứa giống mình đặng nó trút giận chứ không đâu. Ủa, mà con của nó thương hay ghét cũng kệ cha nó, mắc gì mình lăng tăng. Mực nằm gác mỏ lên chân, suy tính một hồi rồi ngủ queo chờ tới giờ cơm. Cuộc sống của ảnh bây giờ chỉ có vậy thôi. Ta nói con Sụ đực cái cho dữ vô, rồi bây giờ cực như con chó lát. Chạy tới chạy lui mấy con chó cái để thăm con. Riết rồi tới bữa ăn cũng không thấy mặt nó đâu. Tô cơm để từ sáng tới chiều tối thiêu ình thiêu nhớt. Trưa hôm nay coi mồi đói bụng nên nó trồi đầu về. Ông chủ nằm giỏng ngoắc ngoắc nó lại. Nó chồm hôn trên mình ổng một hồi. Cái bộ dạng nhõng nhẽo của nó sao mà Mực thèm cắn thấy ghê. Ghét nó lắm mà phần cơm của nó Mực ăn không hết. Chứ hết á là cho nó nhịn đói thấy mụ nội thất kinh cha. Ổng ẹo một hồi, nó ra nhà sau kiếm ăn. Tô cơm bà chủ trộn sẵn để đó. Phần Mực là một chén với một giá thịt bò. Phần nó chỉ có một muỗng nhỏ cơm với giá thịt bò y chang nó. Ông chủ chuyên môn mua thịt bò dụng về xào cho hai đứa ăn. Ông nói nuôi theo chế độ chó bẹt rê. Mà cái con Sụ á, nó chó chết lắm. Nó lựa thịt ăn hết, chừa cơm lại. Mà hôm qua là ăn ngon lành, nay nó thọt mỏ vô hửi hửi rồi bỏ đi. Mực tức kêu giật giọng. Ê, sao không ăn mày? Ăn không nổi. Sao không nổi? Hôm qua ăn cả ngày, nay ăn nữa, đồ ăn hâm lại 2-3 lần ăn sao vô. Vậy sao tao ăn vô mày? Ai biết gì anh, tại anh dễ ăn. Vậy mày mắc gì khó ăn? Sù sừng sù. Ủa, tôi ăn không ăn kệ tôi, sao anh kiếm chuyện hoài vậy? Trời trời trời, thằng này ngon ha. Mày không ăn á để tao ăn mắc chết. Ăn riết mập lụ đi không nổi, cho mày làm tàn hả? Chó mà chê thịt bò. Mày làm như á, mày là ông trời vậy á, không ăn đồ hâm, chảnh chó giọng đó. Nếu tao là ông bà chủ, cho mày ra đống rác mò kiếm ba cái đồ thúi ăn, chứ ở đó mà dành cơm cho mày. Anh đừng có thấy ông chủ cưng tôi á mà càng ăn nghen. Mực lấy chân trước tán vô mặt Sù. Mày lúc này ngon rồi, nói chuyện xưng tôi luôn hen. Sù bất ngờ dính đòn nên nổi quậu, đứng dậy lùi ra xa, chửi. Chứ tôi lớn rồi, con nít hoài ha, tôi có vợ có con, anh có không? Mẹ bà hỗn láo, vợ của mày cũng là con tao chứ đâu mà mày chảnh gì. Có con nào là vợ chính thức của mày chưa? Cả chục con chó đực dây quanh, nó chung thủy với mày lắm. Không thấy nó đẻ ra cái chục màu hay sao? Vậy chứ con Lucky nó quen ai? Nó đẻ ra ba đứa, một đứa giống nó, một đứa giống tôi, một đứa giống anh đó. Anh làm bộ cấm cản tôi á, đặng mình anh hưởng nó chứ đâu. Tao lội hỏng mày bây giờ. Tao mừng ăn gì được mà hưởng với không hưởng. Ai biết được. Vậy chứ sao con nó đen thùi lùi đó. Cái này á, mày hỏi nó chứ sao hỏi tao. Mà tao chưa nói tới chuyện đó. Đang nói cái chuyện không ăn cơm của mày nè. Chó mà không có cơm trong bụng thì sức đâu mà được cái. Anh lo cho tôi hay gì? Dẹp mày, ở đó mà lo cho mày. Tại tao ghét thôi. Ghét thì để bụng đi cha nội. Cha đâu có mận gì tôi được á mà bày đặt ghét thương. Tại ở chung nhà nên tôi nhịn cha, chứ ngoài đường á là tôi tém cha lâu rồi. Mày ngon. Ngon chứ sao không ngon. Cha già rồi cha nội ư. Sao bị với sức trẻ của tôi được. Tao mới 4 tuổi mà già hả mày? Không già mà tối ngày ù lì trong nhà, chớ có biết ngoài đường trong xóm xảy ra chuyện gì. Xóm bây giờ có bao nhiêu con chó đực, chó cái, chó con. Tối ngày cứ con cò trắng, con bầy hầy mà so sánh. Chán cha bỏ mẹ. Thôi tôi đi chơi à. Cơm cha muốn ăn thì ăn, không thì chiều cho gà. Thịt bò hâm đi hâm lại tôi không có ăn đâu. Sù nói xong thì co giò phóng ra móng đường. Mực ngó theo mà ghét thúi con mát. Ừ, mày giỏi lắm.
Nói giọng cha chứ có dám vượt qua khỏi móng đường đâu mà làm phách chó à. Mực tức con sù lắm, nhưng không làm gì nó được. Biết nó lấu cá kháy mình thôi, chứ bản thân nó cũng nhát như thỏ đế. Ngồi ở móng đường, hóng con chó cái nào tới gần thì dê, chứ có dám đi ra xa đâu. Nó chưa bao giờ ra lộ, bị nó hèn, sợ đám trai chó kia săn dịch. Mà cái đám trai chó kia cũng thèm tẩn con sù lắm. Mực biết nó ganh ghét vì sù đẹp trai, mà thù oán gì cũng công nhận con sù đẹp thiệt. Ngó cái dáng oai dũng của nó mà ham. Nó cất tiếng sủa, bảo đảm trai chó sợ khiếp, còn gái chó mê mẩn tìm đến liền. Mực nghĩ thời hoàng kim của ảnh, nếu ảnh có cái trạng chó của sù thì coi như ảnh sẽ là xếp xong cái xóm này chứ chẳng chơi. Có điều thằng sù bốn mát, tướng quân của ông chủ nó hèn, hèn dữ thần hèn. Thân hình bể dễ dãy, chó nào dám sát nó, mà nó lại chẳng bao giờ ló đầu qua khỏi móng đường. Hôm bữa nó tâm sự với ảnh là sợ cả bầy bề hội đồng nó. Chơi lẻ thì nó không ngán quân nào, chứ cả bài sáp lại nó chịu gì thấu. Lúc đó mực cũng nổi máu côn đồ, xúi xù ăn thua đủ với đám kia, có gì thì mực phụ. Coi vậy chứ cái oai của mực vẫn còn mạnh lắm, đố cha đứa nào dám giỡn mạc. Nhưng mà cái thằng tướng quân nó rõ hèn, nó nói mực phụ một lần không phụ được nhiều lần. Mực tối ngày ở trong nhà, mà nhà không có chó cái nên đâu có con chó đực nào dám vô. Còn nó thì lang thang ngoài móng đường, lỡ bị cắn lén thì sao? Thấy nó hèn vậy nên mực bỏ qua không thèm nhắc nữa. Ghét thì ghét vậy, nhưng dù sao cũng là anh em chung nhà, mực đâu thể để ai ăn hiếp nó được. Muốn dạy cho nó vài chiêu để làm trùm cái xóm này, nhưng mực thấy rõ rồi, thằng sù làm sao mà dám gây gổ với ai nếu không có người thị thiền sau lưng. Đang nằm thiêu thiêu thì mực thấy bầy hài sụp sè sau mái hè đi lên, cái đầu quay tứ hướng như tìm kiếm. Mực bực bội trong người muốn đuổi về, nhưng làm biến mở lời. Đi kiếm thằng sù chứ đâu, mà sù ta lúc này bận rộn lắm, tối ngày ngồi móng đường đặng chờ chó cái tới hỏi thăm con, ai đâu mà nhớ tới nó. Bầy hài thấy mực thì mắt sáng rỡ, xề xề lại gần. Mực gắt lên, rau, yeah, thằng sù đi theo cái rồi. Bầy hài sụt sè nói trong miệng, em không có kiếm anh sù, em kiếm anh mực. Mực thờ ơ, kiếm tao tới cha mày hai chi. Bấy giờ thì bầy hài đã đến sát bên mực rồi. Mực nằm dưới đít ghế ngay cửa, bầy hài nhỏ nhẹ, em sanh một đứa y chang anh luôn, anh muốn xuống coi con không? Mực tức no, trời đất mẹ ơi, con này gan trời, ảnh có đụng chạm gì nó đâu á mà nó cả gan nói sanh con cho ảnh. Rõ ràng nó khiến ảnh cắn cho nát mặt ra đây mà. Mực quay mặt chỗ khác, gầm gừ, rau, mày đừng có nói điên mày á, tao đụng tới mày hồi nào mà sanh con cho tao? Anh không có đụng tới em, nhưng em thích anh. Hồi có bầu á, em cứ dái sao sanh ra có đứa giống y chang anh là em mừng dữ lắm. Dè đâu á, đất đai ở đây linh thiệt. Linh cái đầu mày á. Anh chưa thấy nó phải hôn? Tao không thèm thấy. Ông bà chủ của em, của anh và anh sù cũng nói giống y anh kìa. Anh xuống giường nó cái đi. Dẹp mày, lãi nhảy một hồi á, tao cắn sứt thịt bây giờ. Con ai đâu không, tự nhiên đổ thừa cho tao. Em đâu có đổ thừa cho anh, chỉ là nó giống anh quá xá nên em mừng thôi. Thôi mày ơi, tốt làm gì, chủ mày nuôi lớn rồi cũng mần thịt ăn hà. Ổng có biết thương chó mèo dĩ đâu mà mày ham, cưng cho cố vô mới mốt hả họng ra khóc. Sao anh biết ổng nuôi lớn rồi ăn? Sao không, ổng ăn mấy bè con của tao rồi, ăn tới cháu ngoại tao luôn nữa. Tao cắn ổng mấy lần rồi á, mày không nghe nói ha. Ổng mà ăn con em á, em cũng cắn ổng chạy nọc luôn. Mắt của bầy hài long lên hôn dữ. Lần đầu tiên mực không thấy ghét nó. Con này chừng nữa ông nội kia cho con của nó chăng cũng mệt mình với nó chứ không chơi. Mực muốn dậy. Thật ra ảnh ghét tay kia cho tới giờ cũng chưa nguôi cơn ghét, cho nên dù rất hiếu kỳ muốn coi con của bầy hài giống mình ra sao, nhưng vì mực cặt cái nhà của hắn nên không thèm xuống thôi. Mực dịu giọng nói với bầy hài, tao ghét thằng chủ của mày lắm nên không muốn xuống dưới đó.
em biết rồi. Vậy để mai mốt nó cứng cứng, em dắt lên cho anh dòm ngang. Mực không ừ hử gì hết. Ảnh sẽ dụ bầy hài giữ rệt con, không cho hắn ta bắt. Chả mà cả gan thì hãy cắn chon chả lạt lè lạt lội mới vừa bụng ảnh. Nếu bầy hài mần không lợi thì chạy lên đây cho ảnh hay. Ảnh mà thấy tay nào ôm con của nó thì lập tức đốt liền cho biết mặt. Vài hôm thì thấy bầy hài dắt ba đứa con tà tà đi lên. Lúc đó thằng Sù đang ngồi ngay cổng ngó ra móng đường. Vừa thấy Lucky thì kêu lên: Trời mẹ ơi, nhỏ dắt con đi đâu vậy? Lên đây cha mực thấy là chết mẹ tụi nó còn gì. Lucky nghênh nghênh: Dắt lên cho anh mực thấy thằng Đại Hát. Đại Hát cái mỏ của nhỏ, cha nội đó ghét nhỏ thúi con mắt mà thèm dồn con của nhỏ lắm mà. Kệ tôi đi, để coi ảnh nói gì. Mực nằm dưới đít ghế dồn ra: Bà mẹ ơi, con Đại Hát nó giống y rang ảnh luôn. Nó bự nhất trong ba đứa. Con Long Xám là gái không nói chi, con của thằng Sù cũng giống y nó, nhưng đâu có bệ vệ như Đại Hát của ảnh vậy. Quá đã trong bụng, Mực không thèm làm bào nữa mà chồm dậy lại gần đứng ngó. Ảnh nói lúc kỳ: Mày nói tụi nó tên gì? Dạ, con của anh là Đại Hát, con của anh Sù là Tiểu Tướng Quân, con của em là Tiểu Thơ. Bị em là Tiểu Thư thì nó là Tiểu Thơ. Ê, mắc mệt, ai đặt tên cho nó vậy? Tự em nghĩ ra chứ ai. Ờ, tứ cha nội kia đặt á là dẹp đi. Lucky tí tởn: Anh thấy nó giống anh thấy ớn chưa? Tiểu Tướng Quân á cũng không có dữ dội như anh Sầu nữa, con của anh bự thấy sợ. Mực không nói gì. Hôm qua khi mà con Sầu trồm lên người ông chủ, ảnh nghe ổng nói với bà chủ dày: Mấy con chó cái số mình á đẻ đợt này không có con nào bự bằng con chó đen y chang mực mập của mình hết trọi. Dồn đá gì đâu á, hễ chủ nói cho thì mình bắt về nuôi để cho người ta ổn. Mực nghe mà khoái trong bụng ghê lắm. Giờ ngó thấy nó, trong lòng bỗng dậy lên một thứ tình cảm gì ngộ ngộ y chang dành cho Vàng Hợt lúc trước. Mà mình có đụng chạm gì tới con bầy hài đâu, sao mà nó sanh ra giống y mình vậy ta? Không lẽ nó thầm thương trộm nhớ mình thiệt ha? Thôi kệ bà, con ai thì con, miễn nó giống mình từ mặt mày tướng tá là được. Mà suy cho cùng á, con này nó không có đi đâu ra khỏi cửa nhà ảnh. Nó bị thằng Sù tém đầu tiên. Thằng Sù nhất định là cha của ba đứa này. Chắc chắn vậy, không chạy đi đâu được. Con của Sù á thì mình thương cũng có sao đâu. Nhưng mà ảnh ghét con bầy hài trước giờ, sao ngó thấy con Đại Hát tự nhiên hết ghét ngang là sao ta? Vậy là từ bữa đó, đồ ăn của mình và của Sù, Mực ta tha một mớ cá thịt bỏ vô miếng lá chuối sâu hông nhà cho Lucky dắt con lên ăn. Mấy ngày đầu Sù không hay, sao cứ thấy phần ăn của mình chỉ có cơm chan nước cá hoặc thịt kho mà không có miếng đồ ăn nào. Nó lên nhõng nhẽo với ông chủ, cắn tay áo ổng lôi xuống chỉ. Ông chủ lại tưởng Mực ăn phần của nó nên cho thêm. Nhưng mà khi ba đứa con của Lucky ăn mạnh rồi thì Mực tha luôn tô cơm ra cho bọn chúng ăn. Ăn xong ảnh tha vô, chủ nhà lại tưởng lúc này Sù giỏi ăn cả cơm luôn. Sù phát hiện ra, gây gỗ với Mực một trận lên láng, sau đó ở nhà canh cơm không dám đi nữa. Mà nó ham ăn dữ lên, quất sạch bát cơm cá. Mực ngó thấy ghét mới chửi: Vâu, tao cho đám con của mày ăn chứ bộ tao ăn giọng gì hay sao? Mày sanh cho cấu vô á rồi không đếm xỉa gì hết, để tụi nó đói khát. Trước đây á không ăn cơm, giờ quất láng lên là sao? Thì chủ nó cũng cho nó ăn chứ bộ bỏ đói nó ha. Chủ nó là hạng người gì á mày không biết sao? Biết, cho nên anh cho tụi nó ăn mập ú, chả mần thịt hết bây giờ. Con bầy hại nó nói rồi, chả mà bưng đi cho là nó cắn rách thịt chả luôn á, chứ ở đó mà ăn thịt. Xời, nó cản được á tôi cùi sức móng. Mày mần như á ai cũng giống mày á, trương chả ăn con hượt, tao tém chả mấy phát mày quên rồi hả? Bận này chả ngon á, ẩm con của bầy hại thử coi, nó cắn không chạy nọc mới lạ à. Nhưng gì thì gì,
anh không được lấy phần ăn của tôi cho tụi nó. Để mày bỏ theo luôn hay gì? Với lại cũng con mày ăn chứ ai. Thấy bộ gió của mày á mà tao ghét một cái luôn à. Xe xe tao ra, chứ nói một hồi á lạng quạng tao cắn sức thịt bây giờ. Sù te rẹt đứng dậy. Hở ra là cắn sức thịt, chớ có thấy anh cắn ai. Rau! Để rồi mày coi, gần tới chuyện rồi đó. Mà lúc này Sù hay cãi tay đôi với Mực lắm. Nhớ tới điểm yếu của nó, Mực tha hột quẹt kè kè bên mình. Ảnh có xẹt được đâu. Nhưng Sù thì dị ứng với hột quẹt, nên vừa thấy là lãng đi chỗ khác liền. Có cái trị Sù rồi, nên Mực yên tâm không đếm xỉa gì tới nó nữa. Mực cưng con đại hát lắm. Nhìn ba đứa nó ăn cơm, Mực cứ cười chúng chiếm hoài. Con bầy hầy nằm sát rạc cạnh ảnh, ảnh cũng không chửi không đuổi xua như trước. Nết ăn của con tiểu thơ cũng thấy ghét. Vừa ăn, nó vừa lắc đầu lê lẹ cho cơm gian tựa lưa, y chang thằng cha nó hồi nhỏ. Nếu là lúc trước, chăng ảnh dấu vô mỏ nó cho sưng dù rồi. Đại hát ăn no xong, ảnh dùng chân trước ngoát ngoát nó. Nó bèn chui vào dòng chân của ảnh nằm gọn hơ. Mực đưa chân trước vuốt vuốt đầu hát. Hát ngước lên nhìn, hai con mắt trìu mến giao nhau. Con Sù chưa từng đối với con nó như vậy, cho nên tiểu thư lúc kia cảm kích anh Mực không biên để đâu cho hết. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Đám con của Lúc Kỳ ăn mạnh rồi. Ông chủ của Mực chưa kịp xin Đại Hát về nuôi thì ông kia đã hứa cho người ta mất mẹ. Ngày họ vô ôm ba con chó đi, Lúc Kỳ lồng lộn lên, vừa hú vừa gầm kêu Mực. Thằng Sù ở trong nhà nghe tiếng con Lúc Kỳ kêu thì hoảng hồn nói với Mực. Con bầy hại á, nó la gì quá trời la kìa anh Mực. Mực cũng nghe, vậy là nó quên cha cái vụ ghét tay kia, phóng cái dèo xuống nhà Lúc Kỳ kêu Sù. Râu, mày theo tao, hình như ai bắt con của mày hay rồi, cắn chết mẹ nó cho tao. Sù hoảng hồn. Ê, trời ơi, cắn gì cha nội. Mày không cắn nó, là tao cắn mày đó, chọn đi. Mực chạy trước, Sù lò dò theo sau. Xuống tới nơi, thấy con Lúc Kỳ cắn áo ông chủ nó gịch gịch, coi bộ không ăn thua. Vừa dồn thấy Mực và Sù, nó méo máu. Họ bắt con em rồi hai anh ơi. Nó quay sang hai cha nội nọ, một tên ôm con Mực, tên kia hai tay ôm con Sù và tiểu thơ. Chủ của Lúc Kỳ thiệt là ác, không chừa cho nó con nào để nuôi hết. Dồn bán mặt của chủ nó, Mực nhớ tới con Vàng và con Hợt bị cạo lông nằm phơi bụng trước sân mà giận điên lên. Quay sang táp cái phập vô tay tên bọng con Đại Hát. Sù cũng nổi hứng, cùng với bầy hài dí tên bưng hai con chó kia mà cắn. Tên nọ hoảng quá, buông chó xuống cắm đầu chạy ra ngoài. Chỉ có tay bưng con Đại Hát là ngoan cố. Mực nổi điên, táp vô ống quần của hắn kéo xuống. Cái quần dài bị tuột, lòi ra cái quần cục cũ xì rách bươm. Còn lúc kia say máu, trộn lên mình hắn, quầu nát cả mặt mày hắn mới chịu buông ra. Rồi vừa sủa vừa hô hào Sù chạy rượt theo tên kia. Sù lấy Mực làm gương, cũng dí theo cắn rách quần và quầu trầy cả đùi của hắn, máu tươm ra ướt cả quần. Thật là ngoạn mục, thật là mãn nhãn. Ông bà chủ của Mực nghe Mực và Sù hú hí rồi chạy xuống nhà Lúc Kỳ nên đi theo, chứng kiến toàn bộ quá trình. Biết thế nào mình cũng phải đền một trận, nhưng hai vợ chồng cũng khoái lắm. Họ biên hai con chó của mình bảo vệ mấy con chó con giống y chang đó, không cho ai bắt. Vậy là con Lúc Kỳ đã thỏa thuận ngầm với tụi nó rồi. Hèn chi mấy lúc sau này, bà thấy con Mực cứ đem cơm cho chó con ăn miết. Ngẫm ra, chó mà cũng yêu con như người. Đụng tới nó thì được, chứ đụng tới con nó thì coi chừng mẻ xương chứ chẳng chơi. Chủ của Lúc Kỳ nhảy dựng dựng lên mắng vốn. Anh chị coi hai con chó của anh chị kìa, mắc mớ gì tụi nó mà đè cắn con người ta vậy chứ. Nhất là con Mực đó, mấy lần chứ không phải một đâu. Bà chủ cười. Ai kêu con của nó mà chú lại đem cho. Con của ai chứ đâu phải con của Mực. Nó bị thiến rồi, còn mừng ăn gì nữa mà bày đạt. Mực nghe nói thì trợn mắt gừ mấy tiếng, thằng chả teo ruột ngậm câm. Hai cha nội kia thấy quẩn quá, mới nói. Anh chị cho tôi tiện đi chích ngừa, quần cũ nên tôi không đền.
Chú chích đi, rồi tôi với chú Bảy chia ra trả. Con Lucky cũng quầu, chứ không phải hai con của tôi không. Mà tôi thấy con Lucky nó hiền khô, có đời nào gây gỗ với ai. Tại chú bưng con nó đi, cho nên nó quậu chứ gì. Giải quyết xong vụ này rồi, chủ của Lucky hậm hực nói với vợ. Kêu con Hai về trả nó đem đi cho rồi. Con Long Xám mình nuôi, còn hai con kia đưa ảnh chỉ nuôi cho khuất mắt tôi. Giống quần đó hung dữ ai chịu thấu. Chiều lại, Lucky dẫn ba đứa con qua gặp Mực và Sù. Nó buồn rầu nói. Mơ em phải đi rồi. Gửi ba đứa con lại cho hai anh dòm chừng nó dùm. Em ở xa biết chuyện cũng không mừng gì được. Anh nói chủ anh á, đem hai đứa về nuôi đi. Gặp chủ tốt cho đời nó đỡ. Chứ ở đây lớn lên chút, ổng mang thịt á, mình cũng đâu có làm được ổng. Mực nhìn Lucky buồn mà thương đứt ruột đứt gan. Phận làm chó thiệt thòi vậy đó. Mấy khi mới được chủ thương và bảo vệ, chết đem chôn. Gặp chủ như cái lão này, không biên vô bụng ổng ngày nào. Mà ông chủ của tụi nó có hai con chó rồi, không biên chịu nuôi thêm nữa hay không. Nhưng cũng có khi con Lucky đi rồi, ổng cho người khác, thì tụi nó lấy tư cách gì để cản chứ. Chỉ mong khi đi ngang nhà, hai con nọ kêu lên, nhất định Mực sẽ đuổi theo bắt lại. Ôi, sao mà Mực ghét mấy người nuôi chó ăn thịt quá tay vậy cả. Hai đứa không biết an ủi Lucky ra sao. Mực ngó nó một hồi rồi nói. Tao không dám hứa, bởi vì nếu như ổng lén cho mà tao không hay thì sao. Vậy mày dặn tụi nó, hễ bị bắt á, thì khi đi ngang nhà nhớ kêu lên cho tao biết. Tao dí họ chạy có cờ, rớt nó xuống liền hà. Anh kêu ông bà chủ của anh nuôi hai đứa nó đi. Tao nói ổng bà cũng đâu có nghe được mà kêu. Mắt Lucky sáng lên, nó nói nhỏ cho Mực và Sù nghe thôi. Vậy hai anh á, bưng tụi nó lên nhà giấu đi, lén cho tụi nhỏ ăn. Ông bà chủ anh tội nghiệp, thế nào cũng xin nuôi hà. Mực cười ngớt, dùng chân gõ yêu vô đầu Lucky. Mày không gần chết hà? Bưng lên nó giấu ở đâu? Mày làm như tụi nó không có họng vậy á. Nó bị nhốt la làng ổn tỏi, dễ gì chủ mày im mà. Lucky chống hai chân trước, cái đầu cụp xuống buồn hiu. Tự nhiên cái ổng kêu con ổng về bắt em đi hà. Bắt đi á, đang ở đây giải tán hết ba đứa con em chứ không đâu. Giờ em buồn quá mà chẳng biết làm sao cứu tụi nó. Cho tới nhà khác nuôi như chủ của anh, em còn cầu nữa. Nhưng hai cái thằng ôn bên cốt đột đó, em rành quá mừ. Mang chả chuyên môn mần chó đạn dậu nhẹt. Ăn không hết, chả muối lại để dành. Đem lợi cho chủ em nhậu hoài chứ gì. Thấy họ ăn thịt đồng loại của mình mà còn khen ngon. Ức sức của em á là cắn nát mặt họ ra ghê à. Ừ, biết sao bây giờ? Tại chủ của mày á mê thịt chó mừ. Cả vợ lớn chồng đều như vậy. Nhớ tới hai con vàng già hợt á mà giờ tao còn giận. Nuôi nó bự chừng đó, muốn thịt hồi nào á là thịt, không chút thương tiếc à. Tao ở đây 4 năm, chứng kiến chả ăn không biết bao nhiêu con rồi. Bởi vậy tao thương ông chủ của mình dữ lắm. Ông bà chủ của mày đi mần, bỏ đói tụi bay hoài. Còn chủ của tao đó hả? Có đi đâu cũng mượn người cho tụi tao ăn, nuôi vậy mới nuôi chứ. Sù vô tâm vô tư, nói đại. Thôi thì kệ ổng đi, cho ai thì cho. Biết đâu nó về nhà mới, được cưng như hai đứa mình sao anh Mực. Cho hết, mai mốt đẻ con khác. Mấy con chó cái kia cũng bị chủ cho con hết, chứ bộ mình mày hả Lucky? Mực liếc Sù một cái và sọt. Mày thì chỉ muốn khoe cái thân thôi, chứ có nghĩ tới ai. Ngẫm ra ba đứa nó là con của mày chứ ai vô đây. Thì bởi vậy tôi mới thắc mắc, con tôi á mắc gì anh lo dữ vậy. Hồi trước anh ghét con Lucky lắm mà, tặng kêu nó là con bày hầy, giờ sao bên chầm chập vậy. Do tao thương mẹ bị mất con, lẽ ra mấy vụ này á mày phải lo, mà mày chơi nhưng không chịu trách nhiệm, cái đồ hèn. Anh lãng giang ngang, chọc tôi gỗ lên á là mệt à. Mày làm gì tao? Anh nhắm anh mần lợi tôi không? Mà thôi, chuyện này tôi không quản nữa. Để anh với con bầy hài mần gì thì mần đi. Nói xong, Sù te rẹt ra móng đường ngồi hóng. Mực thay bản mặt Lucky như mới đưa ma về, nên an ủi. Thôi, mày để tao tính cho. Về dắt hai thằng nhỏ ra mé hông nhà chờ tao. Lucky mừng quýnh, chạy ù về nhà, dắt hai con chó đực ra chỗ hẹn.
mật ngoậm hết hai đứa một lượt thay vô nhà, để ngay trơn chân của ông bà chủ, rồi ngồi chồm hổm nhìn hai người. Ông chủ la lên: "Trời đất, sao thay chó của người ta về vậy con?" Bà chủ vuốt vuốt hai con chó, rồi gõ đầu nó: "Muốn nuôi hai đứa nó phải không?" Mực gật đầu lê lẹ, bà chủ cười: "Nuôi thêm hai đứa nữa thì khẩu phần ăn phải bất lợi, chịu không?" Mực lại gật đầu: "Lỡ con sù nhỏ này á, nó kén ăn như thằng cha nó thì sao?" Mực nhe răng gừ gừ, cạp cổ sù nhỏ. Ông bà chủ cười ngất ngơ: "Thôi được rồi, để má xuống xin tụi nó về nuôi nghen, xin đàng hoàng chứ đâu có lén bắt như vậy được." Nói xong, bà chủ ẵm hai con chó xuống nhà nó, thương lượng với chủ xin nuôi. Mực và Lucky hí hửng đi theo. Lát sau, bà bưng hai đứa nó về nhà, cười toe toét với ông: "Giải cứu được hai mạng đó anh, chứ theo họ là cho mấy thằng đó nuôi để sau này mần thịt nhậu chung đó." Ôm con sù nhỏ coi giải cả móng, xong rồi ôm con mực nhỏ làm y vậy. Ông lắc đầu cười: "Y chang hai thằng cha nó, công công có hậu duệ rồi. Ba đặt con mực này tên Nổ, con sù con tên Nía nghen mực công công." Hời ơi, mực ghét hai tiếng công công thấy ghê. Bà chủ cười té: "Đặt tên vậy nghe thấy ghét vậy cha nội." "Kệ, miễn nó không trùng với ai là được." Chiều hôm sau, Lucky qua gặp mực. Thằng sù đi kiếm gái nữa rồi. Lucky ngồi sát rạc bên mực, rủ rỉ tâm tình: "Lát em đi theo cô chủ rồi anh. Hy vọng lần sau về thấy hai đứa nó mạnh đùng bự con với anh vậy. Giao con cho anh, em yên tâm rồi. Chứ anh sù ảnh không có trách nhiệm gì hết. Em cảm ơn anh đã chấp nhận chúng nó, dù anh không có liên quan gì. Em đi đâu cũng sẽ nhớ về anh. Mong anh luôn vui vẻ bình an." Mực cảm động, vuốt đầu Lucky: "Thôi, về trển yên tâm đi, đừng sanh đẻ nữa biết chưa. Sanh cho nhiều thì cũng bị đem con cho người khác hà. Tao ở đây cố gắng trông chừng hai đứa nhỏ, chờ mày về nhìn nó. Ông bà chủ của tao tốt lắm, không bỏ đói nó đâu. Tao cũng canh chừng, không cho ai lén bắt nó. Tao hứa với mày vậy đó. Còn thằng sù thì kệ cha nó đi." Lucky đặt chân trước của mình lên chân trước của mực, bồi ngồi: "Em đi lần này không biết bao giờ mới về. Khi về chắc con mình cũng lớn hết rồi. Mong rằng tụi nó sẽ giống anh về tính tình, đừng hời hợt như sù. Thôi em đi nghen. Chiều chắc cô hai chở em nên không gặp anh nữa được." Lucky đứng dậy, bệnh rịnh rời đi. Tự nhiên trong lòng mực buồn quá trời buồn. Phải chi ảnh ghét nó như hồi trước thì hay quá rồi. Mới biết rằng dù người hay động vật, nếu mang trái tim ấm áp thì sẽ thương cảm cho những cảnh đời, sẵn sàng sẽ chia cay đắng ngọt bùi đến với những ai có hoàn cảnh kém may mắn hơn ta. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.